Xin chào cả nhà. Tiếp tục ngày hôm nay mình đến nhà vườn của anh Tính ở Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Chợ Lớp Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai tàn nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ cho anh Tính nha. Dạ em chào anh. Dạ chào anh. Dạ. Rồi thì hôm nay mình giao lưu mai tàn hả anh? Dạ. Dạ. Rồi để không mất thời gian cả nhà thì mình tham khảo vài gốc đi cả nhà. Chứ vườn anh Tính cũng khá là nhiều cây á. Bây giờ mình tham khảo gốc bên đây trước đi hả anh Tính? Dạ. À, mai tàn cả nhà ơi. Đây cái gốc nè. Ôi ở dưới nó nở đây cả nhà. Để mình để cái tay vô đây nè. Không hết một cái vòng tay luôn. Cái hoành này mình lấy dao động chừng bao nhiêu anh Tích? Dạ vườn này của hoành từ 23 đến 26, 27. Dạ 23 tới 27 ha. Dạ có cây 29 luôn anh. Dạ. Còn chiều cao với tán ngang mình lấy chừng nhiêu? Tán ngang chắc khoảng 1m3 lên á. 1m3 lên. Còn chiều cao? Chiều cao 1m, từ 1m5 tới lên. Dạ. Có cây 2m luôn. 1m5 tới 2m nha cả nhà. Dạ. Mai tàn thì mình cố gắng mình tham khảo cái tàn đó nha. Tàn đặc hay là tàn thưa thôi. Cái giống này là giống mai gì anh Tích? Mai giảo. Dạ, mai giảo 8-12 cánh ha. Dạ. Rồi mình tham khảo thêm vài gốc đây trong đây cả nhà. Rồi đa phần là đế nó nở cả nhà. À, như cây này. Như cây này đế nó nở nè. Cái hoành nở chỗ này khoảng chừng nhiêu anh Tính? Mấy này chắc tới 23. Dạ, ở dưới nở cái cục nở. Cục nở này chắc khoảng 28 á. Có cơ đế luôn. Dạ. Đế thì ôi cái đế kia đẹp ha. Dạ hôm nay đó đó đó. Dạ. Tại vì mình ủ với cho nó nở thêm cái nha. Mình trồng mình không có bôi. Cây xanh tốt cả nhà. Tàn đặc luôn. Dạ. À, bên đây nữa nè. Thì cái nhà cứ tham khảo thôi nhà, trao đổi với anh Tính hay số điện thoại anh Tính mình có để trên màn hình. Đế nở luôn, cũ. Rồi, qua bên đây. Ôi ôi cái đế nữa nha. Đây công rễ nè. Công rễ bự lắm nha. Cái này hoành chắc khoảng 25 á. Dạ. Thì cái lô này giá mình giao lưu nhiêu anh Tính à? Dạ lô này giá 1 triệu 8 bao ship. Dạ. 1 triệu 8 bao ship nha cả nhà. Vườn nhà mình ở Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Chợ Lớp Bến Tre. Còn mình tới tận vườn mình lấy thì giá chắc chắn là nó sẽ ưu đãi hơn rồi. Rồi mình qua bên đây. Trời ơi, đa phần là củ nở hết thằng anh. Củ nở luôn à. Ừ. Cái củ à. Nó so với cái tay của anh Tính à. Cái củ này chắc hàm là chắc tên 30. Dạ, hơn nửa vòng tay xíu à. Dạ. Đó, 1 triệu 8 nha cả nhà. Đó, chiều cao từ 1,5 cho tới 2 tấc. Đa số là củ bự không à. Rồi bên đây nữa nè cả nhà. Cái củ này anh Tính để cái tay vô thử cây anh Tính. Rồi ơi cái củ. Củ đó chắc hai tay ôm giáp á. À. Cái nhà có điều kiện thì cứ lại tận vườn mình tham khảo mình lựa cho nó dễ cả nhà. Mai tàn mình lại tận nơi mình chọn nó dễ hơn. Mình tham khảo gốc này nó lớn nữa nè cả nhà. Thì gốc lớn cũng không gốc cỡ này chừng nhiêu được nhiều gốc không anh? Cái này chắc 2-3 cây á. Dạ 2-3 cây cả nhà. Thì cũng bán giá tiền luôn à. Dạ. Gốc này chắc không nằm không chín á. Dạ. Thì tàn đặc luôn. Mình quay lên Zalo thì cả nhà đến sớm thì mình lựa cái cây đẹp, cái to hơn cả nhà. Cái gì cứ trao đổi với anh Tính. Anh chị nào điện trước thì được cây bự. Dạ. Đây. Cây này khá là to nha. Tàn cũng đẹp nè. Rồi cả nhà cứ tham khảo nha cả nhà. Rồi clip anh Tính có là gì không anh Tính? Dạ xin mong cả nhà ủng hộ kênh và ủng hộ vườn mai của em. Dạ. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.